hôm nay mình đang đi chạy chương trình của game show từ đỉnh sông Ca. Mình sẽ quay lại khung cảnh của chạy chương trình cho các bạn xem. Hiện tại thì mình đang đi xe từ nhà đến chạy chương trình, thì từ nhà mình đến nơi chạy chương trình thì cũng gần thôi, đi khoảng 5 tới 7 phút chạy xe thôi. Chào các bạn, đây là bạn Hậu. Hello. Mình đang sao chép cho buổi chương trình ngày hôm nay. Và mình chơi đại nha. Đội của anh đều là đây. Thanh ơi, cho hai cái like master luôn. Thì chồng, có nhiều người.